biết hôm nay anh Cao có thông báo gì với mọi người không ạ? Album sắp phát hành tới đây của Da Lab sẽ là sản phẩm cuối cùng của tôi với nhóm. Đây là một cái album tôi nghĩ là khá là hay và xứng đáng được mọi người đón nhận. Sau khi album được phát hành thì tôi sẽ chính thức rời nhóm và hoạt động như một nhân vật, một nghệ sĩ độc lập, và cũng hy vọng là mọi người cũng sẽ tiếp tục ủng hộ. Tôi thấy đây là thời điểm phù hợp để theo đuổi những thứ mà bản thân mình thực sự muốn.